Nối tiếp series Rimuru lạc vào thế giới hiện đại, trong video trước đó, chúng ta cũng đã biết được rằng sau khi biết được bí mật của con quái vật Tyrant, Thierry đã đồng ý với phòng nghiên cứu là sẽ giúp bọn họ tìm được 10 người sở hữu phép thuật cổ đại để chuẩn bị đối phó với con quái vật sắp thức tỉnh. Tuy nhiên, công việc trước mắt của Ri là phải giúp cho lớp học của mình chiến thắng cuộc thi chiến đấu phép thuật sắp được diễn ra. Và nhân cơ hội đó thì chính Ri cũng sẽ tìm kiếm 10 người sở hữu phép thuật cổ đại trong khoảng thời gian cuộc thi diễn ra. Và ngày hôm nay, cuộc thi đấu đầu tiên chính thức đã khai mạc. Lớp nào sẽ được vào vòng trong cũng như lớp nào sẽ giành chiến thắng thì mọi người hãy cùng mình xem trong video tập 18 của ngày hôm nay nhé. Cuộc thi đấu chọn lựa vòng loại đầu tiên giữa các lớp đã được bắt đầu. 32 thành viên của 16 lớp đã sẵn sàng bước vào sân thi đấu. Lớp của Rimuru đại diện chính là lớp trưởng Tachibana và Akane. Hai người họ đang là niềm hy vọng của cả lớp S1A2. Trở lại vào tối ngày hôm qua, trước một ngày trận đấu diễn ra, Ri đã bí mật nhờ CL giả dạng thành mình đi đến nhà của ông chủ mafia để nhờ ông ta điều tra một số việc mà Ri và CL đã nghi ngờ. Việc cần điều tra chính là sáng ngày hôm nay, Ri đã đi thám thính ở ba lớp có những học viên sở hữu phép thuật cổ đại, thì cậu đã phát hiện ra rằng có 4 học viên có lượng ki bất thường cũng như những câu thần chú không giống phép thuật ở trường giảng dạy. Lượng ki lại còn cao hơn cả các thầy cô trong trường. Trong sổ sách mà Ri được hiệu trưởng cho xem thì 4 học viên đó đều có thông tin cá nhân khá là ít và dường như cả 4 thường ít đi học trên lớp. Vậy mà giáo viên của lớp đó vẫn không có ý kiến gì cả. 4 học viên này đã học trước ở một trường học phép thuật khác ngoài trường bọn họ đang học. Để xác minh chuyện kỳ lạ này nên Ri đã gọi CL đến nhờ mối quan hệ cũng như mạng lưới thông tin của ông chủ mafia để điều tra. Quả nhiên là đã có manh mối, nhờ vào mạng lưới của các cấp dưới của ông chủ mafia mà Ri đã biết được 4 học viên đó có lai lịch đến từ trường học phép thuật hoàng gia chứ không phải ở đây. Cả 4 học viên đó đã được 2 thầy cô giáo ở trường của Ri bí mật tạo ra 2 thân phận để cho những học viên này cùng lúc học đến 2 trường. Sau khi nhận được thông tin mà CL cung cấp, Ri đã nhanh chóng đến thông báo cho lớp trưởng trong tối ngày hôm đó. Ri lên tiếng: "Tachibana, thầy muốn em ngày mai hãy sử dụng hết tất cả phép thuật mà mình có trong cuộc thi ngày mai để thầy cho em biết hai lý do tại sao em cần phải nghiêm túc. Lý do thứ nhất, nói là cuộc thi đấu chọn lựa, nhưng ngày mai tất cả các lớp sẽ tung ra tất cả những quân bài mạnh nhất trong lớp để thi đấu, vừa có thể giúp lớp bọn họ chắc chắn vào vòng trong, vừa để thể hiện sức mạnh của lớp bọn họ trong ngày thi đấu đầu tiên. Còn với Akane, em ấy có lượng ki cực kỳ mạnh trong người, lượng ki của em ấy chỉ là chưa được bộc phát ra mà thôi. Tuy nhiên, Akane lại chưa được thực chiến cũng như có kinh nghiệm chiến đấu bao giờ. Lý do thứ hai, đó chính là thầy đã phát hiện ra rằng có 2 lớp có học viên học ở trường phép thuật hoàng gia đấy." Lớp trưởng hoảng hốt ngạc nhiên hỏi Ri: "Thưa thầy, thầy nói sao cơ ạ? Sao lại có học sinh của trường học phép thuật hoàng gia được?" Ri trả lời: "Hiện tại thầy sẽ không tiện nói cho em. Trong 6 học viên thầy nghi ngờ thì có 4 học viên có lượng ki cao hơn em và 3 trong số đó lại còn ở chung một lớp. Cả 4 đều có phép thuật cổ đại đấy. Thế nên ngay ngày mai em hãy cẩn thận. Thầy sẽ đưa cho em viên băng thạch được treo ở chuôi thanh kiếm này. Ngày mai em hãy mang theo. Nó sẽ giúp em trong trường hợp khẩn cấp đấy. Hãy nhớ đừng sử dụng nó cho đến khi gặp nguy hiểm đấy." Trở lại với trận đấu ngày hôm nay, lớp trưởng đã nhớ lại những lời thầy nói vào tối ngày hôm qua. Lớp trưởng suy nghĩ, nếu như có học sinh của trường phép thuật hoàng gia như vậy, đó chẳng phải là gian lận để lấy phần thưởng sao? Mình không thể để chuyện này xảy ra, nhất định phải chiến thắng để còn lấy cớ đe dọa bọn họ giúp đỡ nữa, cần phải thận trọng hơn mới được. Còn với Akane, cô nàng không những được Ri tặng cho một thần chú bí mật mà cô còn được chính ông chủ mafia nói ra bí mật của phép thuật mà cô đang sử dụng. Dù chỉ là vòng thi đầu tiên nhưng tính cạnh tranh nó quá cao, giá trị của lớp hạng nhất rất là lớn. Thế nên hầu hết các lớp đều nhằm đến chiến thắng. Đứng giữa không trung của sân đấu, thầy giáo được cho là mạnh nhất trường, thầy Endo xuất hiện. Ông thầy đó cầm trên tay một thanh kiếm bị xiết một đầu và người sở hữu phép thuật cổ đại tạo dựng. Một phép thuật có thể tạo ra những thứ ông ta muốn bằng suy nghĩ trong vòng nửa ngày. Đây là phép thuật mà Ri đã từng sử dụng để tạo ra những thử thách trong bài kiểm tra trước cho các học viên. Nhưng của Ri, nó đẳng cấp cao hơn là do nó đã được CL tiến hóa và nâng cấp. Phép thuật của Ri, nó không bị hạn chế thời gian, không cần niệm thần chú mà nó còn tạo ra bất cứ thứ vật chất gì mà Ri muốn. Trở lại sân đấu, thầy Endo bắt đầu niệm thần chú, một vòng tròn phép thuật khổng lồ hiện ra và rồi cả sân đấu đã được mở rộng, một mê cung khổng lồ xuất hiện trước mặt tất cả mọi người cũng như các học viên tham gia. Nhìn vào cái mê cung này thì có thể thấy phép thuật cổ đại nó có sức mạnh to lớn như thế nào. Thầy Endo nói lớn: "Nào các em, có tất cả là 16 con đường bước vào, mỗi lớp hãy chọn ra một con đường và cố gắng tìm ra cách vượt khỏi mê cung và về đích trước nhé." 32 học viên của 16 lớp bắt đầu bước vào mê cung. Mọi diễn biến của cuộc thi đấu đều được camera quay lại để chiếu lên màn hình lớn cho tất cả những học viên ngồi trên khán đài theo dõi. Rimuru cũng như vậy, cậu đang ngồi trên ghế của khán đài để theo dõi kỹ càng trận chiến. Ri phải xem xét những cậu học viên sở hữu phép thuật cổ đại, nhất là 4 em học viên từ trường học phép thuật hoàng gia được bí mật cho vào học trong trường học. Những học viên hiện tại đang sở hữu phép thuật cổ đại mà Ri điều tra được lần lượt bao gồm: 1. Tachibana, sở hữu băng thánh hệ, thần chú với màu của băng là tím,
khả năng có thể biến một vùng không gian xung quanh thành hơi lạnh, đóng băng làm tê liệt kẻ thù, cũng như có thể phong ấn một thực thể mạnh mẽ bằng băng trong 100 năm. 2. Akane, sở hữu lôi thánh hệ, một loại phép thuật với thần chú và sét là màu cam, khả năng có thể hấp thụ lượng ki từ sét, gọi sét từ bầu trời, tạo ra được một lượng sét tê liệt cực kỳ mạnh. 3. Kanae, học sinh của lớp cô giáo Eri ở lớp S1A1, sở hữu mộc thánh hệ, một loại thần chú phép thuật có thể điều khiển cây cối, thực vật theo ý muốn, thần chú cấp cao có thể khiến cho cây cối tươi xanh. 4. Kamito, học sinh của thầy giáo Kenta, lớp 1A8, sở hữu hỏa thánh hệ, phép thuật cấp bậc cao nhất của hệ lửa, với ngọn lửa là màu xanh dương đậm với độ nóng cực kỳ lớn. Ngọn lửa từ thần chú phép thuật này có thể thiêu cháy tất cả những ngọn lửa bình thường. Học viên này từng đấu với Kaiza và khiến cho cậu thua thê thảm ở trường học. Ngoài 4 phép thuật liên quan đến hệ gia, còn 6 phép nữa, còn lại lần lượt là 5. Endo Sensei, sở hữu phép thuật tạo dựng. 6. Kantaro Sensei, sở hữu phép thuật không gian, một loại phép thuật có thể tạm thời đưa một người nào đó hay một đòn tấn công vào vùng không gian khác trong vòng 30 phút rồi mới quay trở lại. Thần chú tấn công có thể ảnh hưởng đến cả không gian xung quanh. 7. Kazuko, học viên của ông thầy Kantaro, sở hữu thánh thuật hỗ trợ, một loại thần chú phép thuật thiên về hỗ trợ chữa thương. Phép thuật này có thể giúp cho người sở hữu được thoát khỏi cửa tử đến 2 lần khi bị thương nặng, cũng như chữa được bất kỳ loại vết thương nặng nào cho người khác, hỗ trợ tăng sức mạnh trong một khoảng thời gian. Và đỉnh cao nhất là người này có thể hồi sinh người đã mất, nhưng chỉ sử dụng được đúng có 2 lần mà thôi, cũng như điều kiện hồi sinh là người đó phải vừa bị mất cách khoảng 10 phút mới có thể hồi sinh được. 8. Miyazaki Suza, học viên của lớp thầy Kantaro, sở hữu phép thuật cổ đại, tiên tử thánh thuật, một loại phép thuật cổ đại có thể dự đoán trước tương lai trong 10 giây, đọc suy nghĩ của người khác trong phạm vi chỉ định. Thần chú cấp cao có thể tạo ra những ảo giác. Chưa hết, thần chú cấp cao là có thể hồi phục ki cho tất cả những người xung quanh trong phạm vi. 9. Machiko, học viên của lớp cô giáo Eri, sở hữu phép thuật cổ đại, hóa hình thánh thuật, thần chú cho phép biến hình thành những nhân vật có trong lịch sử như thiên thần, ác quỷ, khủng long, rồng, phượng hoàng và rất nhiều huyền thoại khác, nhưng được trong vòng 30 phút và phải cách một tiếng sau mới tiếp tục được sử dụng. Và Machiko chính là chị gái của Umari trong lớp học của Rimuru. 10. Yamarashi Zensu, lớp của thầy Kantaro, sở hữu phép thuật cổ đại bóng tối, một loại thần chú phép thuật có thể biến ngày thành đêm trong thời gian là 30 phút, có thể thao túng mọi thứ trong bóng tối. Đây là phép thuật nguy hiểm nhất trong 10 phép thuật cổ đại. Đó chính là tất cả những người Marie đã tìm kiếm và điều tra được trong thời gian vừa qua. Và trong 8 học viên thì có đến 4 học viên không phải là học sinh chính thức của trường. Đó chính là 3 học viên của lớp ông thầy Kantaro cũng như là Kanae của lớp cô giáo Eri. 4 người này là học viên của trường học phép thuật Hoàng gia đã được hai thầy cô bí mật tạo dựng thân phận giả cho học viên vào trường. Cuộc thi đấu vẫn đang được diễn ra trong bước đầu giai đoạn. Ri lên tiếng nói với CL. Cô nghĩ hai thầy cô đó bí mật đưa những học viên giỏi như vậy vào trường để làm gì? CL trả lời, thưa chủ nhân, có lẽ bọn họ muốn lấy được giải thưởng cho cuộc thi lần này đấy. Vừa có thể lấy được danh tiếng, vừa được mọi người tôn trọng là giáo viên giỏi, được phần thưởng lớn và vinh danh. Điều đó ai chẳng muốn, đúng không thưa chủ nhân? Điều CL nói là khá chính xác, nhưng điều Marie lo ngại hiện tại chính là ba học viên của lớp ông thầy Kantaro kia là ba người sở hữu ba phép thuật cổ đại mạnh đứng top đầu trong 10 phép. Vừa có thể tấn công, vừa có thể hỗ trợ, nó quá nguy hiểm, nhất là với lớp ông thầy Kantaro, người mà đã đưa ra lời thách thức với Rimuru. Ông ta nói như thế là vì ông ta có đến ba học viên cực kỳ mạnh trong tay. Bảo sao ông ta lại tự tin thách thức cũng như giữ được cái danh lớp đặc biệt lâu đến như vậy. Trong bài thi đầu tiên này, ông thầy Kantaro đã không cho học viên có thánh thuật hỗ trợ tham gia. Ri suy nghĩ, vậy học viên có phép thuật bóng tối và dự đoán tương lai kia tham gia ư? Kiểu này có khác gì chơi bẩn đâu chứ? Dù cho khá là lo lắng, nhưng Ri vẫn không lên tiếng phản đối bọn họ được. Ri cần phải khiến cho học viên của mình thắng tâm phục khẩu phục lớp đó, để sau này mới có thể khiến cho mấy người đó không có lý do để từ chối giúp đỡ viện nghiên cứu được. Việc của Ri bây giờ là phải tin tưởng mọi thứ vào Tachibana cũng như Akane mà thôi. Trở lại với bài thi, ba hai học viên đã bước vào mê cung và tất cả đang bị chìm vào trong những mê trận lạc lối trên đường đi. Bọn họ phải tìm cho ra cách để đến đích một cách thật là nhanh chóng. Tachibana đang dẫn theo Akane tìm đường về đích trong mê cung thì bọn họ đã đụng phải 4 thành viên của hai lớp chặn đầu mình. Đó không phải là lớp của những người mà cậu cần chú ý đến. 4 học viên đó lên tiếng, đây không phải là lớp học của ông thầy mới đến sao? Chặn đầu bọn họ lại nào? Nhưng vì thời gian quá cấp bách, Tachibana biết là mình không nên đùa với những học viên này nên cậu đã tạo ra 4 lồng giam bằng băng nhốt 4 người bọn họ lại để mình và Akane chạy lên trước. Vì cuộc thi này không yêu cầu đánh nhau nên bọn họ chỉ có việc ngăn cản bằng những cái bẫy hoặc dùng phép thuật không sát thương của mình mà thôi. Đi thêm một lúc lâu sau, Akane lên tiếng, chúng ta đã đi được một khoảng thời gian rồi mà vẫn chưa tìm ra được manh mối để có thể về đích được. Nhiều đường đi như vậy, chúng ta phải làm gì đây? Lớp trưởng trả lời, không sao đâu Akane, cuộc thi này nó như một cuộc đua vậy. Cậu có thể thấy 4 học viên ta mới chặn lại đúng chứ? Bọn họ vẫn ở xung quanh đây. Vậy tức nghĩa là
Hay những học viên khác vẫn chưa đi xa được đâu, chúng ta cần phải thêm thời gian một chút nữa để tìm ra manh mối của hướng đi. Việc quan trọng đầu tiên bây giờ là chúng ta nhất định không được để học viên của lớp nào chặn lại cả. Trong lúc đó, ở một vị trí khác, vị trí hai học viên của lớp cô giáo Eri, hai học viên Kanae cũng như là Machiko, cả hai đều có rất là nhiều lợi thế khi hai người này có phép thuật cực kỳ tiện lợi. Machiko là chị gái của Umari trong lớp học của Rimuru. Cả hai chị em đều có phép thuật biến hình, nhưng có vẻ như phép thuật của người chị mạnh hơn, và người chị này đã che giấu với người em về phép thuật cổ đại mà mình đang sở hữu. Hai người đang di chuyển không phải đi dưới đất mà là đi trên những cành cây xung quanh đường. Có phép thuật cổ đại liên quan đến thực vật, thế nên cô đã niệm phép thao túng những cái cây xung quanh để tạo ra đường đi cho mình, cũng như tạo ra những cái bẫy cho những học viên đi đằng sau. Còn Machiko thì biến hình thành một con chim đại bàng lấp lánh để bay lên tìm kiếm phương hướng về đích. Ở một vị trí khác, Kamito, học viên sở hữu hỏa thánh hệ cùng với đồng đội của mình đang bị một cái bẫy cây cối do Kane chặn đầu lại. Cậu ta tính tình khác, bốc đồng nên đã sử dụng lửa thiêu đốt cái bẫy rồi tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Tất cả các học sinh mới chỉ đi được có một phần nhỏ của quãng đường trong mê cung, nhưng cuộc thi nó đâu có dễ như thế. Đến đoạn giữa và gần cuối của mê cung, những cái bẫy cũng như những chướng ngại vật do thầy Endo sẽ được liên tục tạo ra để bắt đầu ngăn cản những học viên không có thực lực bị mắc kẹt lại ở giữa mê cung, cho đến khi tìm ra được một lớp tài năng đầu tiên về đích. Bài thi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Cuộc thi được phát sóng trực tiếp trên mạng, TV và truyền hình nên mọi người đều có thể xem và cổ vũ cho lớp học yêu thích nhất của họ. Ngay tại đấu trường, Ri đã quan sát theo dõi một lúc thì cậu thấy rằng hai học viên của lớp ông thầy Kantaro nãy giờ bọn họ không hề gặp bất kỳ một chút trở ngại nào, cũng như cả hai đang phán đoán đường đi rất là tốt. Có lẽ là học viên Suza đang sử dụng phép thuật cổ đại để dự đoán trước tương lai 10 giây để chọn ra đúng đường để về đích. Cậu học viên có phép thuật cổ đại bóng tối Senju kia vẫn chưa hành động gì cả. Trong lúc Ri vẫn đang tập trung quan sát trận thi đấu thì ông thầy Kantaro đã nhìn sang hướng của Ri với khuôn mặt nguy hiểm. Ông ta suy nghĩ, đương nhiên là lớp của ta sẽ được lọt vào vòng trong rồi. Lớp nào vào vòng trong chứ riêng lớp của ngươi, Satoru, ta sẽ làm cho hai học viên yêu quý của ngươi sẽ bị tụt lại. Ta sẽ không để cho lớp ngươi được vào vòng trong đâu. Muốn thách đấu và giành chiến thắng với lớp ta ư? Còn lâu, chỉ cần đợi đến lúc gần cuối cuộc thi thì lúc đó sẽ là lúc ta thực hiện kế hoạch. Các học viên của 16 lớp đã di chuyển được đến giai đoạn giữa của mê cung và bọn họ bắt đầu gặp những chướng ngại vật đầu tiên do thể Endo tạo ra. Mê cung bắt đầu xuất hiện một khu rừng quỷ quái tối tăm, đi xung quanh thì có vô vàn những cái bẫy như tơ nhện, hố sâu, rồi khí du ngủ. Mới chỉ có chướng ngại đầu tiên mà 8 trong 32 học viên đã bị chặn lại, chỉ còn lại 24 người, người thì bị du ngủ, người thì bị tơ cuốn chặt. Bên phía của lớp trưởng và Akane, cả hai cũng đang bước vào khu rừng tăm tối của mê cung. Lớp trưởng nói lớn, này Akane, hãy cẩn thận, những cái bẫy rất là nguy hiểm đó. Với sự thông minh cũng như độ nhạy bén của lớp trưởng, cậu đã nhận ra tất cả các cái bẫy. Cậu đóng những sợi tơ xung quanh lại rồi dùng khí lạnh để làm tan đi khói bụi du ngủ. Akane thì niệm thần chú để tạo ra một ánh sáng bằng sấm sét. Cả hai đã vượt qua khu rừng quỷ quái một cách nhanh chóng. Những đội khác cũng như thế, bọn họ cũng bắt đầu vượt qua khu rừng bằng phép thuật của chính mình. Tất cả vẫn tiếp tục tranh thủ thời gian đi sâu vào bên trong mê cung. Đi thêm một quãng đường nữa thì lớp trưởng Akane đã nhìn thấy hơn 10 con đường ngay trước mặt và cả hai không biết phải đi đường nào. Akane lên tiếng, chúng ta phải đi con đường nào đây? Lỡ đâu một trong 10 có bẫy thì sao? Tachibana được im, cậu bắt đầu đi đến 10 con đường và cậu bắt đầu để ý những ký tự của từng nơi. Thì bỗng dưng, lớp trưởng bắt đầu nhận ra một điều gì đó trên bức tường của những con đường. Cậu lên tiếng, Akane, cậu có thể niệm phép để tạo ra một sợi dây sét xung quanh tớ và cậu không? Tớ muốn xác nhận một thứ trên những con đường trong mê cung. Tớ sẽ quay trở lại những con đường của khu rừng lúc nãy. Cậu chỉ cần ở lại vị trí này, đợi tớ một lúc, tớ sẽ quay lại ngay. Akane nghe xong, dù cho không hiểu gì lắm, nhưng cô cũng bắt đầu niệm chú để tạo ra một vòng sét xung quanh Tachibana. Còn lớp trưởng, cậu đã nhanh chóng quay lại vị trí những con đường đầu tiên mà mình và Akane mới đi qua. Đúng như tính toán của lớp trưởng, cậu cuối cùng cũng đã tìm ra cách phá giải được mê cung để đến đích. Trên bất kỳ đường đi của mê cung, nó đều có những hoa văn kỳ lạ của những ký tự cổ và được viết một cách lung tung trên những bức tường, nên các học viên của lớp khác đều nghĩ rằng những hoa văn đó chỉ là họa tiết bên trong mê cung mà thôi. Nhưng nếu tinh ý kỹ thì sẽ phát hiện ra rằng những con đường đi đúng, nó đều sẽ có một khắc ấn phép thuật nho nhỏ trên những ký tự đó. Vậy tức nghĩa là chỉ cần đi đúng những con đường có những khắc ấn đó, có thể sẽ trở về đến đích của mê cung mà không sợ bị lạc. Lớp trưởng nhanh chóng chạy về chỗ của Akane để báo cho cô biết, thì bỗng nhiên mê cung đã có sự biến đổi. Ông thầy Endo đã bắt đầu xáo trộn vị trí của các học viên trong mê cung. Nó sẽ làm các học viên của từng lớp khác nhau sẽ chạm trán trên đường đi. Đây chính là chướng ngại tiếp theo, nhằm để các lớp tự ngăn chặn các lớp khác. Chỉ cần không làm bị thương đến đối thủ thì cách gì cũng hợp lệ. Và không hiểu một lý do nào đó mà lớp của Ri đã đụng độ phải lớp của ông thầy Kataro. Cũng như hiện tại, Tachibana đã bị tách ra khỏi Akane. Ri đứng bên ngoài bắt đầu lo lắng. Khoan đã, có điều gì đó không đúng. Nếu xáo trộn vị trí thì nó phải bị đổi một cách ngẫu nhiên chứ. Sao lớp của mình lại gặp phải lớp của ông thầy Kantaro kia chứ? Cứ như thế là được sắp xếp vậy. Ri nhìn sang hướng của ông thầy Kantaro và ông thầy Endo.
Quả nhiên, hai ông thầy này đã hợp tác với nhau ngay từ ban đầu và bọn họ đang nhắm đến việc chơi bẩn để kéo lớp của Ri không được lọt vào vòng trong. Vậy ra hai tên thầy giáo đó đã cấu kết với nhau rồi ư? Không ăn gian được trong cuộc thi đấu vì tất cả đều đang được giám sát thông qua các máy quay. Nhưng nếu ăn gian bằng cách thông đồng với giáo viên tạo ra mê cung để ngăn cản thì không bị ai nghi ngờ. Việc sắp xếp để hai học viên của trường học phép thuật Hoàng gia xử lý hai học viên của mình đã được lên kế hoạch ngay từ ban đầu. Bọn họ sẽ hoàn toàn bị áp đảo về phép thuật mất. Tên Kantaro đó dám chơi bẩn với lớp mình. Hắn muốn chiến thắng vì vụ cá cược lần trước với mình ư? Nhưng hai người quá xem thường hai học viên của ta rồi. Cuộc thi đấu không được tấn công làm hại nhưng được phép dùng phép thuật để ngăn cản. Và giờ đây lớp trưởng đang phải đối mặt với học viên mạnh hơn mình, người sở hữu phép thuật cổ đại bóng tối. Lớp trưởng nói lớn: "Cậu là học viên của lớp thầy Kantaro, đồng đội của cậu đâu?" Học viên đó không trả lời câu hỏi của Tachibana mà chỉ nhìn chăm chăm vào cậu. Còn lớp trưởng, đến giờ cậu ta mới hiểu tại sao mà thầy Satoru lại cảnh báo mình phải sử dụng tất cả mọi thứ vào ngày hôm qua. Chỉ đứng cạnh nhau thôi đã thấy lượng kỳ của hai bên đã quá chênh lệch. Lớp trưởng chưa kịp làm gì thì cậu đã bị một thứ phép thuật gì đó màu đen tỏa ra thành vòng tròn bao lấy xung quanh mình. Rồi ánh sáng ban ngày của vòng tròn đó đã biến thành bóng tối ban đêm tối tăm và lớp trưởng không thể di chuyển ra ngoài cái vùng của cái vòng tròn bóng tối đó. Senju nói lớn: "Tachibana, ta nghe danh cậu hơi lâu đấy, nhưng cứ bị nhốt lại ở đây cho đến khi cuộc thi kết thúc đi. Tạm biệt." Lớp trưởng hoàn toàn đã bị ngăn cản lại. Bên phía của Akane, cô đứng ở chỗ vị trí của 10 con đường mà lớp trưởng bảo ban đầu, thì bỗng dưng cô đã bị đưa đến một nơi khác của mê cung và gặp một học viên của lớp khác. Và học viên đó không ai khác chính là Mizaki Suza. Bọn họ đã được giáo viên Kantaro của mình nói rằng phải nhắm đến việc chặn lại hai học viên của giáo viên Satoru ngay từ ban đầu để làm lớp Ri không được vào vòng trong. Akane lên tiếng: "Chào bạn, sao bạn đi một mình thế? Bạn cùng đi chung với cậu đâu rồi? Tớ mới bị lạc với đồng đội mất rồi." Thật thà một cách dễ sợ. Suza, cô ta bỗng dưng mỉm cười một cách nham hiểm và nói lớn: "Cậu là Akane của lớp thầy Satoru, đúng chứ?" "Đúng rồi, sao cậu biết thế?" Suza: "Vậy à, vậy thì tớ xin phép chặn cậu lại ở nơi này nhé. Tớ không thể để lớp cậu lọt vào vòng trong được." Nói xong, Suza đã niệm phép. Cô bắt đầu tạo ra một ảo giác trong đầu của Akane. Ảo giác này sẽ khiến cho Akane gặp ảo giác và tự nghĩ bản thân của mình vẫn đang tham dự cuộc thi cùng với lớp trưởng, nhưng thực chất là vẫn đứng im tại chỗ không đi đâu hết. Suza nói nhỏ: "Nhiệm vụ hoàn thành, sao thầy Kantaro phải lo lắng chứ? Xử lý mấy học viên này dễ thế này cơ mà." "Được rồi, mọi thứ đúng theo kế hoạch. Còn giờ thì đi thẳng đến chiến thắng thôi. Một khi cô và tên lớp trưởng đó thoát ra được phép thuật của bọn ta, thì lúc đó lớp cô đã bị loại khỏi cuộc thi rồi. Tạm biệt nhé, lớp S1A2. Lớp S nhỏ nhoi đòi đấu với lớp đặc biệt ư? Ngu ngốc quá đấy." Nói xong, cô ta đã rời đi để tiến thẳng về đích. Ở ngoài khán đài, cả lớp của Ri bắt đầu lo lắng khi bọn họ nhìn thấy cả hai học viên của lớp mình đã bị chặn lại. Nếu cứ tiếp tục thế này thì lớp của bọn họ sẽ thua mất. Còn Ri, cậu vẫn chưa hành động gì sau gần ấy vụ việc xảy ra, khi mọi thứ của lớp Ri đã bị nhắm vào ngay từ đầu. Phía bên của lớp cô giáo Eri, hai học viên sở hữu phép thuật cổ đại, bọn họ đã chặn đứng được 10 học viên của năm lớp bằng phép thuật mộc thánh hệ. Kanae đã trói tất cả những học viên bọn họ gặp trên đường bằng những thân cây để ngăn cản. Còn Machiko nhờ có khả năng biến hình thành đại bàng nên khi bay lên cao, bọn họ đã nhìn thấy đích đến nên đã tìm được đường đến nơi đầu tiên. Đương nhiên, lớp của Kantaro là lớp về đích thứ hai. Bọn họ ngay từ ban đầu là đã biết được đường đi về đích rồi. Nhiệm vụ của bọn họ khi tham gia cuộc thi là để ngăn cản hai học viên của lớp Ri thua mà thôi. Trọng tài Furuto đã thông báo: Mọi người, vậy là đã có hai lớp chiến thắng rồi, chỉ còn lại hai lớp nữa mà thôi. Cuộc thi đấu đầu tiên của ngày hôm nay sắp đến hồi kết. Tất cả các khán giả hãy chú ý vào trên màn hình để tìm ra hai lớp cuối cùng được bước vào vòng trong. Vậy là chỉ còn lại 14 học viên của 7 lớp vẫn chưa bị ngăn cản và vẫn đang trên đường tìm đường về đích. Nhưng trong 14 thì Tachibana và Akane cũng đã bị chặn lại. Chiến thắng chỉ còn có hai lớp nữa mà thôi. Bọn họ phải làm cách nào để có thể vượt qua và lọt vào vòng trong khi cả hai đang gặp hoàn cảnh khó khăn như vậy? Lớp trưởng sẽ thoát khỏi lồng giam bóng tối đó như thế nào? Akane sẽ thoát khỏi ảo ảnh đó ra sao? Thì mọi người hãy cùng mình hóng chờ trong những video tiếp theo của mình nhé. Video hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hãy để lại cho mình một like, cộng một comment, cộng một subscribe và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình nhé.